hô được rồi đấy rồi. Bộ nó ra như nào? Mẹ ghê nhỉ, cái này nó đứt. Mẹ đứt hết luôn, mẹ cả miếng này luôn. Dê gì vậy? Một cái đấy chắn gì vào đây? Ghê đi. Thì ốp cái đấy luôn này. Thì nó vừa. Nhưng mà nó cái kẽ này nó chắn hết rồi, gì vào được. Nó ra đây là được này. Thế lúc nãy đẩy từ nãy giờ đừng có đẩy vào nữa đẹp. Cái ve sắt có không? Đáng luôn vô luôn. Không mà luôn cái gì đó. Đá tự vô qua rồi. Đi. Đang hết cỡ đi rồi em gì nữa. Quay cái ai nó dùm cái. Nhả thôi, nhả thôi, nhả thôi. Nhả. Đó, được ạ. Con ăn vừa bánh thôi, ăn vừa bánh vậy. Ăn sơ. Đang đi vô được xíu này ngon. Quay ngược lại, quay ngược lại đây. Đấy, quay đi, quay đi. Ra ra. Dài nhất. Mà xuống đỡ đi.
Lúc đó phải đội phải kích lên nha, mới tháo cái gốc to mới tháo được đó chứ. Nhưng mà cái rãnh cái trục nó ngắn, nó không không dài xíu nhỉ. Nó không ăn hết cái rãnh cái ốc. Đang làm gì đây này anh?